Mặc dù điều kiện hôn hoan 10 vạn năm vô cùng khó, nhưng vì cha và vì Hạo Thiên Tông cho nên Đường Tam đã nhanh chóng đồng ý. Lời hứa tái ngộ sau 5 năm của nhóm thất quái cuối cùng cũng tới. Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cùng nhau trở về nhưng lại vì họ bối chặn cửa không cho vào. Hắn nói rằng mấy bữa nay có rất nhiều nhóm người giả mạo xử lại khắc thất quái. Mã Hồng Tuấn cũng xuất hiện, búng tay một cái chậu hoa bên đường chảy rụi. Vị học viên kia hoảng sợ, ba chân bốn cẳng chạy vào trong báo cáo. Chữ Vinh Vinh cũng nhanh chóng có mặt. 5 năm rồi, nàng đúng là càng lúc càng xinh đẹp hơn. Nhưng khi đám thất quái hỏi tới Tiểu Áo thì Vinh Vinh ngừng lại, ánh mắt đau lòng hiện rõ. Đường Tam cũng đến từ lúc nào, cất tiếng an ủi Tiểu Sư Muội. Không ngờ Đường Tam sau khi thay đổi diện mạo lại khiến các đồng đội không nhận ra. Thế là bọn họ hợp sức định đập kẻ dám cả gan giả mạo Đường Tam kia. Rất nhanh sau đó, Triệu Vô Cực cũng ngay lập tức xuất hiện. Nhìn lại đám học trò hiện tại, đứa nào đứa nấy trưởng thành, lão cũng thấy vui lầy. Cùng đến với một nơi vô cùng lạnh lẽo và khắc nghiệt, sau khi rời khỏi thất bảo Lưu Ly Tông thì Áo Tư Tạp đã kết giao được một nhóm người, trong đó Hạo Đặc cấp 7-6 làm đội trưởng. Người này vô cùng tín nhiệm Áo Tư Tạp. Con hôn thú vạn năm này chính là niềm hy vọng của Áo Tư Tạp, hy vọng sau khi hấp thụ hồn hoàn sẽ có kỹ năng như hắn mong muốn. Nhưng có một điều không thể ngờ đó là con hồn thú này có chứa hồn cốt, một thứ mà bất kỳ hồn sư nào cũng khao khát có được. Triệu Vô Cực đưa đám thất quái đi tham quan học viện, nhờ vào danh tiếng quán quân năm đó mà hiện tại học viện Sử Lai Khắc đã vang danh khắp nơi. 5 năm trước, Tuyết Xạ Đại Đế phong Ngọc Tiểu Cương làm hồn sư tổng trưởng đế quốc, tước hiệu Bá Tước. Ngoài ra Đại Đế còn ngỏ lời với viện trưởng muốn sáp nhập Sử Lai Khắc vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, nhưng hai người đã từ chối bởi vì muốn vào được đây nhất định phải dựa vào thực lực, không được phép đi cửa sau. Hiện tại Đế Mộc Bạch cũng đã đạt cấp 63, Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh cũng cấp 60, Đường Tam cấp 59, riêng chỉ còn Mã Hồng Tuấn là cấp 57. Gã bị Triệu Vô Cực chê cười vì thói lười biếng luyện tập. Nhưng vậy thì cũng quá biến thái rồi, ở độ tuổi của Đường Tam thì thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện mới đạt được cấp 50 mà thôi. Viện trưởng Phất Lan Đức đang thư giãn nghỉ ngơi bên dòng suối mát. Triệu Vô Cực cùng lúc dẫn mọi người đến trước mặt các vị lão sư. Đại sư mỉm cười rồi vỗ vai Đường Tam. 5 năm rồi, họ mới tái ngộ cùng nhau. Trở về phía Áo Tư Tạp, sau khi đám người kia phát hiện mảnh hồn cốt liền nổi lòng tham tấn công. Hạo Đặc bảo vệ Áo Tư Tạp để hắn thuận lợi hấp thu hồn hoàn. Bọn họ bao vây đội trưởng rồi cùng đồng loạt tấn công. Một tên trong số đó phát động hồn kỹ thứ ba, hỏa diệm phong tỏa tấn công, nhưng bị Hạo Đặc đánh trả bằng hồn kỹ thứ ba, đại địa chấn. Hai bên diễn ra trận chiến gay gắt. Áo Tư Tạp cũng hấp thụ xong hồn hoàn, nhanh chóng trợ giúp đội trưởng. Cậu lợi dụng ám khí của Đường Tam giết hạ được một tên. Tên còn lại liên tục ra đòn tấn công, khiến Áo Tư Tạp bị một mảnh băng ghim vào vai. Quay trở lại với Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam đem những chuyện mình vừa trải qua kể lại cho mọi người nghe. Theo như đại sư thấy thì các điều kiện của trưởng lão đưa ra thực chất đang thử thách nam chính về nghị lực, sức mạnh và sự dũng cảm. Hoàn thành những thứ đó, nhất định Hạo Thiên Tông sẽ tái xuất thiên hạ một lần nữa. Nhị Long lão sư đề cập chuyện đi tìm Tiểu Vũ với Đường Tam. Nàng ấy rất nhớ Tiểu Vũ, dù Tiểu Vũ có là người hay hồn thú thì vẫn mãi là con gái của Liễu Nhị Long. Đường Tam cũng dự định sau khi hồi ngộ cùng mọi người sẽ nhanh chóng đi tìm nàng, cùng nàng tu luyện tới cấp 60 rồi đưa nàng về gặp mọi người. Trở lại với trận chiến của Áo Tư Tạp, hắn nhanh chóng nhổ bỏ thăng banh đang ghim trên vai rồi tiếp tục né tránh các đòn tấn công của đối thủ. Bọn họ liên tiếp dồn ép cậu ta vào đường cùng. Áo Tư Tạp ngay lập tức lấy một ít máu của Hạo Đặc rồi phát động hồn kỹ thứ 6 của mình, Triều Hổ Hỏa Miêu Kính Tượng Trường. Xuất hiện trước mặt bọn họ cùng một lúc là hai con gấu trắng khổng lồ cùng đồng loạt ra đòn hạ sát. Viện trưởng Phất Lan Đức an ủi Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp mặc dù là hồn sư hệ phụ trợ, vậy nhưng lòng kiên định của hắn là không ai không biết, cho nên hắn nhất định sẽ trở về với một sức mạnh khiến ai nấy cũng đều phải kinh ngạc thôi. Lần này, Sử Lai Khắc thất quái vang danh một thời đã được Nhị Long lão sư sắp xếp cho đấu một trận kịch tính với Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Mục đích ban đầu của viện trưởng chỉ là muốn ra oai và kiếm chút phí vé xem trận đấu mà thôi, nhưng lần này lại phải đích thân ra trận. Chỉ riêng vũ hồn dung hợp kỹ của Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã đủ khiến Phất Lan Đức phải sợ hãi rồi. Chưa kể mấy đứa còn lại, Nhị Long lão sư làm như vậy thật là khiến cho viện trưởng không còn mặt mũi mà. Nếu như bị đám tiêu quỷ đánh bại trước mặt các học viên của học viện thì còn gì là uy phong nữa. Nhị Long lão sư nhìn Phất Lan Đức với ánh mắt đầy đáng sợ, không phải đã sắp xếp thêm cả Triệu Vô Cực cùng lão chiến đấu sao? So với bị bại dưới tay đám thất quái thì Liễu Nhị Long vẫn kinh khủng hơn nhiều, cho nên Phất Lan Đức đành phải gật đầu chấp nhận vậy. Trở lại với nơi đầy tuyết trắng khắc nghiệt kia, Áo Tư Tạp sau trận đấu đã bất tỉnh nhân sự. Trong giấc mơ, một lần nữa tái hiện lại khoảnh khắc ban nãy hắn cùng Hạo Đặc chiến đấu. Đám người kia bị đánh bay sau khi Áo Tư Tạp cùng đội trưởng hợp sức. Một tên trong những tên đó lợi dụng bọn họ đang dần cạn kiệt sức lực, ra hiệu tiếp tục chiến đấu. Không ngờ, Áo Tư Tạp lại ngăn cản Hạo Đặc, cậu một mình lên cân đối thủ. Kết quả là nhờ ám khí của Đường Tam mà tên kia bị giết chết. Tiểu Áo tỉnh dậy, đại ca nhanh chóng đưa con cá nướng giúp hắn bồi bổ thể lực.
Hồn kỹ của cậu lần này là kính tượng gương trăng. Hiệu quả là có thể sao chép hồn kỹ của người khác, nhưng cần phải có máu làm chất dẫn. Hạo Đặc hiểu ra, ngay lập tức cũng đưa cho cậu mảnh hồn cốt. Lần này cuối cùng Áo Tư Tạp cũng có thể trở về tìm gặp Vinh Vinh và mọi người rồi. Trận chiến giữa Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng đám học trò cuối cùng cũng đã diễn ra. Trước khi bắt đầu, đại sư có dặn dò tất cả mọi người nên đeo mặt nạ để tạo cảm giác thần bí, nhất là Đường Tam, tại vì lần trước gây ấn tượng quá mạnh cho Vũ Hồn Điện. Mặc dù hắn đã thay đổi diện mạo vậy nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Bọn họ lần lượt mở vũ hồn, đầu tiên là đội trưởng Đới Mộc Bạch chiến hồn đế hệ cường công cấp 63, thứ hai là Đường Tam chiến hồn vương hệ khống chế cấp 59, tiếp đó là Mã Hồng Tuấn chiến hồn vương hệ cường công cấp 57, Triệu Vinh Vinh chiến hồn đế hệ phụ trợ cấp 60 và cuối cùng là Chu Trúc Thanh chiến hồn đế hệ mẫn công cấp 60. Đến lượt các vị lão sư, đầu tiên là Triệu Vô Cực chiến hồn đấu la hệ cường công cấp 81, Phất Lan Đức chiến hồn đấu la hệ mẫn công cấp 83. Thời gian cho trận đấu là 3 nén hương, xin phép được bắt đầu. Vừa khai trận, Triệu Vô Cực đã nhanh chóng phát động hồn kỹ thứ 5, trọng lực tẻ áp khiến đám người Đới Mộc Bạch không cách nào di chuyển được. Khoảng thời gian ở Tinh La Đế Quốc, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã trải qua hàng trăm cuộc chiến vô cùng gian nan mới có thể đi tiếp tới vị trí thái tử như ngày hôm nay. Cho nên lần này, hắn sẽ là người cắt đứt cái vận mệnh chết tiệt này. Đới Mộc Bạch phát động hồn kỹ thứ 4, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ để phá vòng vây trọng lực, kết hợp cùng Triệu Vinh Vinh và Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam trói buộc Triệu Vô Cực vào trong. Nhờ vào lĩnh vực cho nên Lam Ngân Thảo mới rắn chắc tới như vậy, khiến thầy Triệu loay hoay không cách nào thoát ra được. Tiếp tới là Phất Lan Đức ở phía trên cao lao thẳng xuống tấn công đám thất quái. Đường Tam nhanh chóng dùng Từ Cực Thần Quang để chặn viện trưởng lại, sau đó phối hợp cùng Mã Hồng Tuấn thi triển đệ ngũ hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, khiến Phất Lan Đức bị đánh rớt xuống dưới đài, có vẻ như là bị thương không hề nhẹ một chút nào. Tiếp đến, Đới Mộc Bạch dùng hồn kỹ thứ 6, Bạch Hổ Phát Diện Sắc đánh bay Triệu Vô Cực khiến thầy không kịp trở tay. Cậu cùng với Chu Trúc Thanh dùng U Minh Trảo ra đòn liên tiếp. Nếu như đánh tiếp, chắc chắn hai bên sẽ hao tổn rất nhiều hồn lực mà tình thầy trò cũng bị giận nứt. Cho nên cả đám thất quái đều ra hạ sách thương lượng với các thầy trong âm thầm. Triệu Vô Cực ra ám hiệu với Phất Lan Đức, viện trưởng cũng hiểu ý, vậy nên đã đồng ý. Chứ nếu đánh tiếp, người mất mặt nhất chính là các lão sư rồi. Đới Mộc Bạch và mọi người cùng nhau rất đài chịu thua. Thế là các lão sư được một phen nở mày nở mặt trước tất cả học viên của học viện. Thương tích đầy mình khiến Triệu Vô Cực cảm thấy rất oan ức, than vãn với Phất Lan Đức. Nhưng có thể đào tạo ra đám quái vật như vậy cũng khiến bọn họ tự hào. Lần này trở về, viện trưởng muốn biết mục tiêu tiếp theo của đám thất quái là như thế nào. Mã Hồng Tuấn thì muốn được ở lại làm lão sư của Sử Lai Khắc. Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh sẽ trở lại Tình La Đế Quốc vào 2 ngày nữa. Vinh Vinh cũng sẽ về lại tông môn, còn Đường Tam thì sẽ đi tìm Tiểu Vũ và cả hồn hoàn thứ 6. Ai nấy cũng đều có những kế hoạch riêng của bản thân, chỉ mong lần sau tái ngộ mọi người đều có thể đông đủ mà thôi. Phất Lan Đức nhắm mắt suy nghĩ, thật mong chờ cái ngày được nhìn thấy đám trẻ đời trở thành phong hào đô la. Trở lại với Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đồng đã phát lệnh thực hiện kế hoạch. Đầu tiên là tiêu diệt các tông môn và cái tên thứ nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người của Vũ Hồn Điện hùng hãn tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm đạo chân tâm nhanh chóng xuất hiện cùng các đệ tử tông môn chiến đấu. Tên cầm đầu của đối phương còn là một phong hào đấu la. Ngoài ra còn có một phong hào đấu la khác cưỡi phượng hoàng lửa thiêu rụi các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trận chiến này cuối cùng bọn họ cũng không thể nào thoát khỏi được. Triệu Vinh Vinh cùng đại sư nhanh chóng tới gặp tông chủ và cốt thúc để cấp báo tình hình cho mọi người. 2/3 số đệ tử đều phải bỏ mạng trong trận chiến hôm qua. Nếu như không nhờ vào ám khí của Đường Tam, e rằng con số không chỉ dừng lại chỗ đó. Kiếm đạo chân tâm vì ở lại chiến đấu với 4 tên phong hào đấu la kéo dài thời gian cho chữ phong trí cùng cốt thúc tẩu thoát mà bị trọng thương dẫn tới mất cánh tay phải. Theo chữ tông chủ, sức mạnh cùng sự ngang tàn không nể nang ai như thế thì chỉ có thể là Vũ Hồn Điện mà thôi. Bọn họ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi. Hơn 2.000 đệ tử chết, xem chút nữa thì Thất Bảo Lưu Ly Tông diệt môn. Mối thù không đội trời chung này, chữ phong trí nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá. Hiện tại, hắn giao con gái của mình cho Sử Lai Khắc. Chỉ có ở đây Vinh Vinh mới có thể an toàn. Ngoài ra số đệ tử còn lại sẽ gửi gắm vào Thiên Đấu Đế Quốc nhờ bảo hộ. Khi hai người Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cùng nhau trở về làm điện báo Vương Long thì đã quá trễ, tất cả các đệ tử đều đã chết hết. Nhị Long lão sư vì quá đau buồn nên nhốt mình trong phòng, còn đại sư thì bất lực trước cảnh tông môn bị diệt mà không thể làm được gì. Lần này Vũ Hồn Điện quyết tâm thanh tẩy các đại tông môn, Hạ Tứ Tông sớm đã bị bọn họ khống chế. Thượng Tam Tông thì có 2 bị tấn công, Thất Bảo Lưu Ly Tông thì thiệt hại nặng nề. Làm điện báo Vương Long thì bị diệt môn. Có lẽ mục tiêu tiếp theo là 2 đại đế quốc. Chuyển cảnh tới Vũ Hồn Điện, tên thuộc hạ này đang báo cáo lại quân số thiệt hại sau 2 trận chiến. Số lượng thương vong quá nhiều khiến cho Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông càng thêm tức giận.
Helena nhanh chóng xuất hiện xoa dịu không khí căng thẳng. Tuy rằng quân ta tổn thất nặng nề, nhưng cũng là sự uy hiếp, lời cảnh cáo vô cùng lớn đối với hai đại đế quốc. Bọn họ đều sẽ phải thảm bại trước sức mạnh của Vũ Hồn Điện mà thôi. Mọi người đang cùng nhau suy nghĩ kế hoạch. Hiện tại Vũ Hồn Điện đang tung tin tức sẽ tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát hai tông môn. Ngoài ra còn chiêu mộ các tông môn khác trong giới hồn sư để có thể lập ra 7 đại tông môn mới dưới quyền của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đồng. Đây quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Bỉ Bỉ Đồng đã lâu không nghe thấy tin tức của đám người Cúc Đồ La nên liền phái Helena đi hỗ trợ. Về phần Đường Tam, hắn vượt hàng vạn dặm trong khu rừng, vậy nhưng vẫn chưa tìm thấy được trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Hắn dùng hồn cốt đầu thăm dò, thấy có điều bất thường, liền dùng tinh thần lực di chuyển xung quanh. Quả nhiên là có một thế lực vô cùng lớn ở đây, không ai khác chính là Vũ Hồn Điện. Bọn họ phái nhiều thuộc hạ, cộng thêm 2 phong hào đô la, như vậy chứng tỏ mục đích lần này tới chính là bắt Tiểu Vũ. Đường Tam cẩn trọng suy tính, nếu như bây giờ hắn xông ra trực diện quyết chiến một trận với bọn chúng, e rằng là không được. Nhưng nếu chờ đợi thì cũng không phải là cách. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định xuất hiện trước mặt đám người của Vũ Hồn Điện, dùng Hạo Thiên Trùy đánh một trận với bọn Hắc Y Nhân. Rất nhanh sau đó, những kẻ khác cũng đã xuất hiện. Đường Tam đành phải tương kế tự kế nói rằng bản thân đang đi săn hồn thú muốn được đám người bọn họ giúp đỡ. Nhưng Cúc Đô La và Quỷ Đô La cũng không phải là đứa trẻ lên ba, nên đâu dễ dàng tin vào lời nói của Đường Tam. Hai bên vốn căng thẳng định xuất chiến, nhưng trong một khắc may mắn thì vị cứu tinh Helena xuất hiện ngăn cản trận đấu giữa hai bên. Nàng ngại ngùng e thẹn giới thiệu Đường Tam với các vị trưởng lão và mọi người rằng đây là bạn chứ không phải là kẻ thù. Diễm vì ghen tức cho nên muốn giáo huấn Đường Tam, không ngờ rằng lại bị Helena ngăn cản. Sau khi Helena giới thiệu Đường Ngân chính là người đã cứu nàng trong địa ngục lộ thì hiểm khích đôi bên căn bản được hóa giải, bầu không khí căng thẳng cũng giảm xuống phần nào. Đường Tam nhân cơ hội để rời đi thì bị Quỷ Đấu La chặn lại. Nơi đây không phải là nơi dễ đến, dễ đi như vậy. Nếu như bọn họ để nam chính rời đi thì e rằng thông tin mật nhất định sẽ bị lộ. Nhưng nếu có thêm sự giúp sức của hắn trong nhiệm vụ lần này thì có lẽ đám người Vũ Hồn Điện sẽ suy nghĩ về việc săn hồn thú thích hợp giúp hắn. Đằng nào thì Đường Ngân cũng nói rằng hắn không còn là người của Hạo Thiên Tông nữa mà. Trở về với Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Dạ Đại Đế vô cùng tức giận với sự ngang ngược, không coi kẻ nào ra gì của Vũ Hồn Điện. Lần này, diệt hai tông môn đều ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc. Bọn họ làm như vậy chẳng khác gì một lời mời khiêu chiến. Thiên Đấu Đế Quốc mặc dù có quân số đông, vậy nhưng vẫn không thể khởi động chiến tranh với Vũ Hồn Điện ngay được. Ai mà chẳng biết, số lượng hồn sư và các vị phong hào đô la mà Vũ Hồn Điện đang sở hữu mạnh cỡ nào. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực khác mặc dù không lớn cũng đang bắt tay với Bỉ Bỉ Đồng. Hiện tại, Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có thể bắt tay với Tình La Đế Quốc mới có thể dẹp yên sức mạnh cường đại này. Chỉ là trước giờ hai đế quốc luôn bất hòa với nhau, liệu có thể hợp tác được hay không? Chữ Phong Chí đáp lại sự thắc mắc của Tuyết Gia Đại Đế. Không có kẻ thù nào mãi mãi, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn mà thôi. Trở về với tinh đấu đại xâm lâm, Quỷ Đấu La dặn dò Helena thăm dò Đường Tam này, rốt cuộc vì sao lại rời khỏi Hạo Thiên Tông. Nếu được có thể chiêu mộ hắn trở thành người của Vũ Hồn Điện. Khi đó hai người mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau được. Sáng hôm sau, Helena mang điểm tâm sáng cho Đường Tam, đồng thời cũng thăm dò hắn. Đường Tam nhanh chóng dò ra một màn kịch, do hắn sau khi có được sát thần lĩnh vực không thể kiểm soát được, gây nên một trận hỗn chiến ở Hạo Thiên Tông mới khiến bản thân bị trục xuất, lang bạt khắp nơi. Helena nghe xong lại càng cảm thông hơn, liền mời nam chính gia nhập Vũ Hồn Điện. Nàng chắc chắn rằng lão sư của nàng nhất định sẽ thích hắn. Cúc Đô La ra lệnh cho tất cả mọi người cùng nhau khởi hành. Đi được một đoạn, Đường Tam dùng tinh thần lực thăm dò xung quanh, không ngờ lại bị sức mạnh cường đại của hai hồn thú 10 vạn năm cản lại. Cùng lúc, một giọng nói đầy quen thuộc cất lên, người đó không ai khác chính là Tiểu Vũ. Nàng đứng dưới ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt cương quyết và dũng cảm nhìn đám người của Vũ Hồn Điện. Mối thù năm đó cũng nên giải quyết tại đây thôi. Lần này có cả Thái Thản Cự Viên, bọn họ e rằng khó đối phó rồi đây. Quỷ Đấu La ra lệnh cho Cúc Đô La cầm chân Thái Thản Cự Viên, còn hắn sẽ đi bắt Tiểu Vũ. Nhưng mọi chuyện đâu dễ xảy ra như vậy. Thái Thản Cự Viên gầm lên một cái rồi dùng trọng lực áp chế khiến hắn không thể cử động được, cũng như không thể dùng Vũ Hồn Chân Thần. Rồi một đấm khiến hắn bay ra xa. Cúc Đô La tức giận lao tới, lại bị Thiên Thanh Ngưu Mãng xuất hiện ngăn cản. Vốn dĩ một con hồn thú Thái Thản Cự Viên đã khó đối phó rồi, hiện tại lại thêm một Thiên Thanh Ngưu Mãng nên bọn họ đành phải phát động Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, lưỡng cực bất động lĩnh vực để đóng băng thời gian, lật không gian lại. Những kẻ còn lại hiểu ý cùng nhau xung lên về bắt Tiểu Vũ. Thế vậy, Đường Tam nhanh chóng dùng ám khí đường môn và làm ngần lĩnh vực ngăn cản bọn họ. Từ đó thân phận cũng nhanh chóng bị bại lộ. Helena vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự thật quá đau lòng kia. Còn đám người Cúc Đô La tức giận vì bị hắn chơi một vố đau rồi. Tiểu Vũ ôm lấy Đường Tam, nhân lúc bọn họ đang bị Lam Ngân Thảo kiểm soát thì chạy trốn.
Năm tên hồn thánh hệ Mẫn Công liên tục đuổi theo, chẳng mấy chốc bọn họ đã bắt kịp được hai người. Đôi bên xảy ra trận đấu vô cùng kịch liệt, Đường Tam không may bị trọng thương nhưng cũng may mắn giết hạ được mấy tên hồn thánh. Tiểu Vũ phát động hồn kỹ thứ 5 Nhu Cốt Tỏa kẹp chặt tên Hắc Y Nhân rồi kết hợp cùng Đường Tam triệt hạ. Sau khi diệt được mấy tên hồn thánh bám đuôi, hai người tiếp tục tẩu thoát nhưng xui xẻo lại gặp ngay nhân diện mai chủ. Mà con hồn thú này có tu vi tới 3 vạn năm, thân hình thoát ẩn thoát hiện, không cách nào khống chế được. Điều này vô tình làm cản trở thời gian bỏ trốn của hai người. Nhận ra khó mà tránh khỏi cuộc chiến với nó, cho nên Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp ăn ý, cuối cùng đánh cho nó cao chạy xa bay. Hai người bọn họ tiếp tục chạy cho tới một vùng đất toàn là hoa, ánh mặt trời nhẹ nhẹ chiếu xuyên qua các dãy núi. Cuối cùng thì hai người vẫn chậm một bước, đám người của Vũ Hồn Điện căn bản đã đuổi tới. Các cao thủ của Vũ Hồn Điện vây quanh, trận chiến sinh tử này của hai người vẫn là không thể tránh được rồi. Bọn họ cùng nhau hợp sức tấn công về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo bao bọc cùng Bát Chu Mâu bảo vệ lấy Tiểu Vũ. Lúc này, hắn cũng đạt cấp 60, nhưng tình thế duy trì hiện tại cũng không phải là cách. Đường Tam quan sát kỹ xung quanh, lối thoát duy nhất cũng chỉ có bầu trời, cho nên nhanh chóng đẩy Tiểu Vũ ra khỏi sức mạnh cường đại đang đồng loạt tấn công. Chỉ có phía trên không mới là con đường sống sót duy nhất cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ kinh hãi nhìn thấy Đường Tam bị đám người Vũ Hồn Điện ác độc chặt đứt hai chân của Bát Chu Mâu. Trong khi bản thân đang liên tục bị đám người dồn ép tấn công mà hắn vẫn còn cứu cô nàng ra khỏi bàn tay khổng lồ của Diễm. Sự đau đớn này làm sao Tiểu Vũ có thể chịu đựng được. Diễm tức giận bẻ nốt hai cái chân còn lại của Bát Chu Mâu khiến Đường Tam đau đớn kêu lên. Vết thương chí mạng chằng chịt khắp cơ thể, hồn cốt được coi như là xương sườn của con người cũng bị chặt đứt hết. Tình cảnh thảm thương như vậy thật sự là khiến cho người xem không thể cầm được nước mắt mà. Đám người Vũ Hồn Điện sau khi giải quyết Đường Tam liền chuyển mục tiêu qua Tiểu Vũ. Không ngờ rằng Đường Tam với sức sống quật cường dùng chân trái của chính mình ngăn cản. Anh kết hợp các mảnh vỡ của Bát Chu Mâu tấn công trực diện, nam chính cố gắng dãy giụa. Tiểu Vũ đau đớn nắm lấy tay của Đường Tam, như vậy liệu có đáng hay không? Từng khoảng ký ức về lời thề lúc nhỏ của họ một lần nữa quay trầm lại trong các thước phim. Tiểu Vũ đã từng nói, nếu như có một ngày ta bị bắt đi mà những người đó ca không thể đối phó lại được thì sẽ làm sao đây? Đường Tam vẫn còn nhớ như in câu trả lời đầy cương quyết năm đó. Vậy thì để bọn họ bước qua xác ta đi. Và ngày hôm nay, hắn vẫn giữ tròn vẹn lời ước định đó. Đường Tam chọn cách tự sát, bóc lấy hồn cốt để ngăn cản sức mạnh đáng sợ đang đe dọa tới người con gái mà hắn yêu thương. Holina đau khổ nhìn người mình yêu thương chết ngay trước mặt. Tiểu Vũ đau xót nói, lần này, tha thứ cho ta không thể làm theo kế hoạch của ca rồi. Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Ngưu Mãng nghe tiếng thét đầy đau đớn của Tiểu Vũ, liền nhanh chóng chạy tới. Lần này, đám người Cúc Đô La một lần nữa chiêm ngưỡng lại cảnh tượng năm đó của mẹ Đường Tam. Nhưng lần này càng đáng sợ và bá đạo hơn nhiều, bởi vì nhu quất thỏ này không những hiến tế sinh mệnh của mình mà còn hiến tế cả linh hồn của bản thân. Tiểu Vũ đem linh hồn của mình dung nhập vào hồn hoàn, đem tất cả của mình hiến tế cho Đường Tam. Kết quả đổi lại sẽ là mãi mãi không được siêu sinh. Tới đây thì đám phong hào Đô La lần lượt bỏ đi, bởi vì kế hoạch lần này đã không còn hy vọng nữa rồi. Những bông hoa bị ngạn đỏ rực xếp thành từng bậc thang cho Tiểu Vũ bước tới chỗ thân thể của Đường Tam. Thái Thản Cự Viên đau lòng. Đường Tam vì Tiểu Vũ mà không cần thiết sinh mệnh. Tiểu Vũ vì Đường Tam mà hiến cả sinh mệnh lẫn linh hồn của bản thân. Thứ tình yêu này thực sự rất đẹp. Đường Tam tỉnh dậy, đau lòng nhìn chú thỏ đang nằm bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng bế Tiểu Vũ lên, khí tức của nàng ngày càng yếu. Nhưng may mà có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, tác dụng của nó là làm người chết sống lại, bảo vệ chủ nhân. Biết đâu Tiểu Vũ vẫn còn tia hy vọng thì sao? Quả nhiên, sau khi ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng thì khí tức của Tiểu Vũ đã dần dần ổn định hơn. Vậy nhưng tiếc rằng cơ thể không còn linh hồn. Cứ thế ngày qua ngày, Đường Tam đều bên cạnh Tiểu Vũ, dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, đến mức cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Trong mơ hắn gặp lại nàng, nhưng lần này nàng xuất hiện với tư cách là hồn thú, đem Hạo Thiên Trì và Lam Ngân Thảo sau khi dung nhập hoàn toàn cho hắn. Nàng mỉm cười xoa đầu hắn. Mọi đau đớn trong lòng Đường Tam cũng dần nhẹ đi. Đường Tam đau lòng tỉnh dậy, khóc xong nhìn chú thỏ trong lòng. Thái Thần Cự Viên tức giận quát, thay vì khóc, người có thể tìm cách cứu sống Tiểu Vũ tỷ đi. Thực sự là còn cách để cứu sống Tiểu Vũ hay sao? Nghe vậy hắn mừng rỡ dò xét. Cho dù có phải xuống trào dầu hay lên núi đao, Đường Tam bằng mọi cách sẽ hồi sinh người hắn yêu. Thái Thần Cự Viên nhìn thấy được sự quyết tâm này, liền nhanh chóng nói cho hắn biết cách để hồi sinh Tiểu Vũ. Nhưng cách này cần đến 3 điều kiện. Thứ nhất là phải tìm được 3 loại dược thảo, lần lượt là thánh hồn thảo giúp thức tỉnh linh hồn. Loại này bọn họ có thể tìm giúp cho Đường Tam. Loại thứ hai là chí bảo thoát thai hoán cốt, tái tạo hình người, và 5 cự phẩm tham vương. Loại thứ ba là bảo vật có thể giúp hồn thể hợp nhất.
một viên nội đan của thượng cổ linh thú. Đường Tam đột nhiên nhớ ra mình cũng có một viên nội đan của thập thủ liệt dương xà lúc còn ở sát lục chỉ đồ. Hiện tại chỉ còn thiếu cửu phẩm tham vương nữa thôi. Vậy nhưng loại thảo dược này tương ứng với hồn thú 10 vạn năm vô cùng khó hái được. Nhưng vì Tiểu Vũ nên hắn sẽ cố gắng. Thiên Thanh Ngưu Mãng hiện lên. Hiện tại hắn không cần phải gấp rút tìm kiếm loại thảo dược còn lại. Vì hiện tại còn những điều kiện khác cần hắn phải làm. Đường Tam nhanh chóng đi bắt nhân diện Mai Chu. Mỗi thù lần trước hắn chẳng bao giờ có thể tha thứ cho con hồn thú này. Phàm là những kẻ dám khiến Tiểu Vũ bị thương đều phải chết. Sau một lúc đánh nhau kịch liệt với con hồn thú sau quyền này, Đường Tam cũng giành được chiến thắng. Tiếp nối những thất bại của trận chiến ở tình đấu đại xâm lâm, giáo hoàng Bì Bì Đông tức giận dạy dỗ lại Hồ Liên Na, ngay cả kẻ thù cũng chẳng thể phân rõ ràng. Các vị trưởng lão cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ, nếu không phải hiện tại Bì Bì Đông đang cần người, hơn nữa bọn chúng lại quá trung thành, nếu không thì chắc chắn lỗi sai phạm lần này tuyệt đối sẽ không tha. Đường Tam sau khi hấp thụ nọc độc thì đột nhiên cảm thấy các mảnh của bát chu hồn cốt hợp lại thành một bộ giáp rất chắc chắn, tên của nó là Khải Giáp. Vậy nhưng Đường Tam lại bắt đầu cảm thấy khó khống chế luồng sức mạnh mới này vô cùng. Bốn khối hồn cốt dường như đang xung đột với nhau, phần ở lưng thì nóng rực, cánh tay phải thì ấm áp, trên đầu lạnh buốt, chân phải lại ôn hòa. Điều này chắc chỉ có đại sư mới có thể cho hắn một câu trả lời đúng nhất mà thôi. Sau trận chiến diệt tộc của hai tông môn lớn này, lần này Tuyết Gia Đại Đế giao trọng trách huấn luyện binh lính cho Ngọc Tiểu Cường. Điều này coi như cũng là giúp ông vơi đi phần nào nỗi đau diệt tộc. Cả Liễu Nhi Long và Phất Lan Đức viện trưởng đều rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của đại sư. Dường như ông đã làm việc tới mức không ngừng nghỉ, cứ như vậy chỉ có hại mà thôi. Dưới ánh trăng sáng, Đường Tam nhớ lại những lời mà Thái Thản Cự Viên đã nói. Nếu muốn cứu sống Tiểu Vũ, hắn bắt buộc phải trả lại hồn cốt, đồng thời giao lại 9 cái hồn hoàn cho nàng ấy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tu vi bao nhiêu năm sẽ bỗng chốc bị hủy hoại. Như vậy, Đường Tam liệu sẽ chấp nhận sao? Đường Tam chỉ mỉm cười, không có nàng ấy thì tu vi bao năm tu luyện có là gì? Ta nhất định sẽ cứu sống Tiểu Vũ. Nói xong, Đường Tam nhanh chóng rời đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng từ trong nước hiện lên. Tiểu Vũ đang ngốc mà Đường Tam này lại càng ngốc hơn. Nhưng mà bọn họ đều tin rằng hắn nhất định sẽ cứu sống Tiểu Vũ. Trên đường trở về học viện, Đường Tam đụng độ với đám binh lính hoàng gia vô cùng hách dịch. Tứ hoàng tử Tuyết Băng tức giận xuống xe vốn định khiêu chiến với Đường Tam, vậy nhưng lại bị độc của bác ngăn lại. Nam chính vì muốn chứng minh bản thân chính là Đường Tam nên liền cho lão xem song sinh vũ hồn cộng thêm chiếc túi mà độc đấu la đã tặng khi mà bọn họ còn ở hang động. Độc của bác nhanh chóng nhận ra người quen và mọi hiểu lầm được hóa giải. Lão cùng Đường Tam đến một quán trọ để bàn chuyện. Đường Tam đem những chuyện mình từng trải qua nói cho Độc Cô Bác nghe. Độc Cô Bác cũng kể cho Nam chính lý do mà vì sao lão lại bảo vệ cho Tuyết Bằng. Tất cả cũng đều là do Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà vốn không phải là kẻ tốt lành gì. Theo như Độc Cô Bác điều tra thì Tuyết Gia Đại Đế có tận 4 người con. Người xuất sắc nhất cũng không phải là hắn mà là nhị hoàng tử nhưng đã chết yểu vào năm 12 tuổi. 2 năm sau, tam hoàng tử cũng vậy. Nếu soi chuỗi tất cả lại thì người được lợi nhất trong chuyện này chính là Tuyết Thanh Hà. Còn Tuyết Bằng kia vốn cũng không phải là kẻ tầm thường, hắn thực ra đang ngụy trang một lớp bọc yếu đuối, ngang tàn như vậy chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi. Lần này Độc Đấu La còn tiết lộ Tuyết Dạ Đại Đế bị trúng độc nặng, mà độc này chỉ có ở trong cung điện của Tuyết Thanh Hà mà thôi. Ngoài ra lão còn kể cho Nam Chính nghe về sự tàn ác của Vũ Hồn Điện gây ra cho Lam Điện Bá Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam sau khi từ biệt Độc Cô Bác liền nhanh chóng trở về Sử Lai Khắc Học Viện, gặp lại các vị lão sư, đem hết những chuyện vừa xảy ra kể lại cho mọi người nghe. Nhị Long vì không kiềm chế được cơn tức giận nên hùng hổ muốn tới Vũ Hồn Điện liều mạng với Bì Bì Đồng, vậy nhưng bị ngăn lại. Mối thù diệt tộc nhất định phải tính toán kỹ lưỡng. Còn Đường Tam phải nhanh chóng tu luyện, trở thành phong hào đô la, khi đó mới có thể cứu được Tiểu Vũ. Không thể vì một chút nóng giận mà làm hỏng cả một đại sự được. Nói xong đại sư cũng ngất lịm vì kiệt sức. Trong lúc Nhị Long chăm sóc cho Ngọc Tiểu Cường thì Đường Tam đến gặp viện trưởng Phất Lan Đức, kể hết chuyện hắn đã trải qua cho viện trưởng nghe. Phất Lan Đức cũng đề cập tới việc Thiên Đấu Đế Quốc đã chu cấp mọi thứ và bảo vệ học viện Sử Lai Khắc, sẵn do Đường Tam cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nơi này. Đường Tam tuần mệnh, hồi ngộ cùng Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn. Đêm đó bọn họ ngồi tâm sự về những chuyện đã xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Đường Tam dùng lĩnh vực quan sát tiến độ tập luyện của các binh sĩ và mọi người trong học viện. Cứ theo đà này, e rằng khó mà có thể đối phó với Vũ Hồn Điện. Cho nên trong đầu hắn đột nhiên nảy lên một ý tưởng, đem chuyện này kể cho Mã Hồng Tuấn nghe. Đường Tam muốn hoàn thành di nguyện của lão tổ Đường Môn năm xưa, tái hiện lại sự huy hoàng của Đường Môn một lần nữa tại Đấu La Đại Lục này. Cứ như vậy, Đường Môn sơ khai với hai thành viên, Đường Tam làm tông chủ, còn Mã Hồng Tuấn làm phó tông chủ. Trong lúc Nam Chính trên đường tới gặp đại sư thì bị một người vô cùng bí ẩn phục kích, mà người này lại rất để tâm tới mối quan hệ của Đường Tam và chữ Vinh Vinh. Đường Tam cùng nhân vật thần bí kia đánh nhau một trận gay go quyết liệt,
Không ngờ hắn lại có gia cát thân nở cùng các ám khí khác của Đường Tam, điều này khiến Nam Chính vô cùng bất ngờ. Ngoài ra trong lúc chiến đấu, Đường Tam lại phát hiện hắn là hồn sư hệ thực vật. Sau khi sổ chuỗi tất cả lại thì cả hai bên trong lúc cận kề nguy hiểm đã nhận ra đối phương. Thì ra nhân vật bí hiểm kia lại là Áo Tư Tạp, hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện trên đường. Lần này hắn vì dung mạo không được anh Tuấn như ngày trước cho nên không dám gặp Vinh Vinh. Còn Vinh Vinh 5 năm qua đã trở nên rất xinh đẹp, hai người bọn họ hiện tại đều không xứng. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp dừng lại uống tách trà. Nam Chính đem những sự gian khổ của mình đã trải qua trong 5 năm vừa qua kể lại cho Áo Tư Tạp nghe. Đẹp trai anh Tuấn thì có là gì chứ? Có những điều khi mất đi rồi mới nhận ra rằng bản thân đã hối hận thì không còn kịp nữa. Áo Tư Tạp nhìn sự đau khổ của Đường Tam cũng đã hiểu. Hắn lần này dù có ra sao đi chăng nữa cũng sẽ quyết tâm gặp lại chữ Vinh Vinh. Hai người cùng nhau trở lại học viện sửa lại khắc. Đường Tam đột nhiên ngất xỉu đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy đại sư cùng Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ở đó. Nguyên nhân ngất của Nam Chính là do đau buồn quá độ, cộng thêm phần quá nóng lòng tu luyện dẫn tới kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi để phục hồi. Đường Tam đem chuyện bắt châu mâu kể cho đại sư nghe, nhưng lần này nó không hợp thành bộ khải giáp như lần trước mà lại biến hóa vô cùng kỳ lạ. Ngọc Tiểu Cương xem xét một lúc rồi hiểu ra kết luận, đây chính là hồn cốt dung hợp kỹ. Có nghĩa là bát chu mâu đã đem những loại hồn cốt mà Đường Tam sở hữu làm cầu nối liên thông tất cả lại. Theo Ngọc Tiểu Cương thì trên đại lục này cũng chỉ có một mình Bì Bì Đông có loại dung hợp kỹ hồn cốt này mà thôi. Đường Tam cũng nhanh chóng đem chuyện của Tuyết Thanh Hà nói cho đại sư và mọi người nghe. Ngọc Tiểu Cương thường xuyên ra vào cung điện, tốt nhất vẫn nên đề phòng hắn thì hơn. Theo suy đoán của Nam Chính thì thế lực phía sau của Tuyết Thanh Hà e rằng là Vũ Hồn Điện cường đại kia. So với Tuyết Thanh Hà thì Tuyết Băng cũng đỡ hơn vài phần. Nhưng như vậy e rằng khó mà đối chọi lại với giáo hoàng Bì Bì Đông, cho nên Đường Tam đem chuyện thành lập tông môn bàn bạc với đại sư, hy vọng ông sẽ hỗ trợ. Chữ Vinh Vinh cùng với chữ tông chủ theo lời mời của Đường Tam cũng tới, vừa hay Áo Tư Tạp cũng có mặt. Ban đầu hắn có chút trốn tránh, sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Tiểu Vũ thì lại dũng cảm, quyết tâm về phía trước, hiên ngang mà đối diện. Chữ Vinh Vinh hạnh phúc chạy thật nhanh ôm chầm lấy Áo Tư Tạp, sự nhung nhớ này bọn họ đã chờ quá lâu rồi. Mọi người cũng hiểu ý rời đi giúp hai người họ có khoảng không gian riêng tư. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp ngồi chuyện trò dưới đài phun nước năm xưa bọn họ đã từng hẹn ước với nhau. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì Áo Tư Tạp hứa sẽ không rời bỏ nàng nữa. Đường Tam cùng chữ Phong Chí và mọi người bàn bạc về chuyện thành lập đường môn. Để đề phòng kẻ địch, hắn đành dùng lĩnh vực để cách âm khoảng không gian ở đây với bên ngoài. Vừa hay sau khi bàn bạc xong thì Áo Tư Tạp cùng Vinh Vinh cũng xuất hiện. Chữ Phong Chí trách rằng hắn ta quá ngốc rồi, đâu thể vì quy định của tông môn mà có thể hy sinh hạnh phúc của Vinh Vinh cơ chứ. Cốt Đầu La mặc dù rất tán dương chuyện hai người ở bên nhau, vậy nhưng vẫn muốn kiểm tra những gì mà Áo Tư Tạp đã tu luyện được trong 5 năm qua. Hắn lần này không còn e dè như 5 năm trước nữa mà tự tin đồng ý khảo nghiệm. Đã vậy, còn cả gan chọn Mã Hồng Tuấn làm đối thủ cho trận đấu này khiến anh ấy cũng đều rất bất ngờ. Dương Vinh Vinh thì lo lắng vô cùng, vậy nhưng nàng tin rằng Áo Tư Tạp nhất định sẽ làm được. Trước khi bắt đầu, hắn xin một giọt máu của Đường Tam làm chất dẫn để có thể phát động hồn kỹ thứ 6 của mình. Mã Hồng Tuấn ban đầu vì coi thường đối thủ cho nên có lơ là, nhưng khi nhìn thấy sức mạnh sao chép vũ hồn của Áo Tư Tạp đã nghiêm túc hơn trong chiến đấu. Phát động hồn kỹ thứ 4, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích để thổi bay đối thủ, vậy nhưng không ngờ hắn lại sử dụng hồn kỹ thứ 4, Lam Ngân Tủ Lung để đối chiến vì Lam Ngân Thảo vốn kháng hỏa. Ngoài ra còn lợi dụng sơ hở để phát động hồn kỹ thứ 5, Lam Ngân Bá Vương Thương khiến cho tên mập điều đứng. Cứ như vậy, hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt trước sự kinh ngạc của mọi người. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn giơ cờ thắng nhận thua. Áo Tư Tạp vốn định dùng đòn cuối Hạo Thiên Trụ để kết thúc cuộc khảo nghiệm, nhưng không ngờ sức nặng của cây búa này quả là ngoài tầm hắn. Cả chữ Phong Chí và mọi người chứng kiến đều rất nể phục thành quả sau 5 năm tu luyện của hắn. Chữ Phong Chí hiện tại đồng ý chuyện của Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, nhưng với một điều kiện, hắn phải gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông thay vì gia nhập đường môn của Đường Tam, bởi vì hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cần nhiều nhân tài. Đường Tam cũng đồng tình với chuyện này, Áo Tư Tạp đấu tranh một lúc cũng đứng lên từ chối. Đúng là Vinh Vinh là người hắn yêu, vậy nhưng Đường Tam là đồng đội, là bằng hữu của hắn. Hiện tại Nam Chính cần sự phụ trợ của hắn hơn bất kỳ ai hết. Còn sự chấp nhận của chữ tông chủ thì hắn sẽ dùng cách khác để chứng minh cho ngài thấy. Đúng vậy, sự lấy khác là một thể, hoạn nạn luôn sát cánh bên nhau. Mặc dù câu trả lời của Áo Tư Tạp quá mức xảo quyệt, vậy nhưng thật lòng mà nói thì đây mới chính là câu trả lời mà chữ tông chủ muốn nghe. Sáng hôm sau, Đường Tam lên đường tới Lực Trí nhất tộc bàn bạc chuyện thành lập đường môn. Địa điểm của đường môn sẽ được đặt ở đây, tùy Nam Chính muốn thay đổi nó như thế nào cũng được. Hạo Thiên Tông có tổng cộng 4 tộc, lần lượt là Ngự Trí nhất tộc, Mẫn Trí nhất tộc, Phái Trí nhất tộc và Lực Trí nhất tộc. Sau khi Hạo Thiên Tông bế quan đóng cửa thì 4 tộc cũng tách ra.
cứ mỗi độ 2 năm sẽ hẹn nhau gặp mặt. Lỗi lầm của Hạo Thiên Tông gây ra cho cả 4 tộc, Đường Tam sẽ thay mặt xin lỗi từng tộc một, cho nên đã xin được theo cùng. Sáng ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau khởi hành đi Long Hưng Thành ở Tinh La Đế Quốc để gặp mặt Ngự Chi nhất tộc. Trên đường đi, Đường Tam có bàn bạc chuyện rèn vũ khí cho Đường Môn, nhờ cậy Thái Thản tìm giúp hắn một nơi có thể rèn tốt nhất. Chỉ là Đường Tam lại không ngờ rằng, xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, Lực Chi nhất tộc vốn là tộc nhân rèn tốt nhất ở đây. Ngoài ra còn có các tộc nhân khác như Ngự Chi nhất tộc thì am hiểu kiến trúc, Mẫn Chi nhất tộc thì am hiểu dò xét, còn Phái Chi nhất tộc thì am hiểu độc dược. Chỉ là sau khi Hạo Thiên Tông đóng cửa thì cả 4 tộc đều rời khỏi tông môn, từ đó nương tựa nhau sống. Vốn dĩ đã có hiểm khích rất lớn với Hạo Thiên Tông, cho nên việc thuyết phục cả 3 tộc còn lại của Đường Tam là vô cùng khó khăn. Đêm đến, bọn họ dừng chân nghỉ ngơi, Đường Tam đem ra cắt thân nỏ tách ra từng bộ phận cho Thái Thản xem. Không ngờ ám khí này lại nhỏ gọn và độ chính xác lại cao tới như vậy. Ngoài ra còn một ám khí khác mà hắn muốn giới thiệu nữa, đó là Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh có hình trụ dài 1 thước, bên trên có 2 nút bấm, một là khởi động cơ quan, hai là phóng ám khí chứa độc. Thứ này có thể hạ được một tên hồn thánh hoặc là vũ hồn chân thân của một hồn sư. Nghe như vậy cũng đủ biết uy lực của thứ ám khí này đáng sợ như thế nào rồi. Xe ngựa của bọn họ đến cổng của Long Hưng Thành thì đám người bất nhạc chặn lại. Bọn họ chính là muốn cướp đây mà, chỉ tiếc là cướp nhầm người rồi. Mã Hồng Tuấn nhắc lại kỷ niệm mấy năm trước tên bất nhạc kia từng ăn bắt đoạn xuất của Tiểu Vũ khiến hắn tức điên lên. Mối thù lần đó khiến hắn bị trói trước cổng thành lại còn liệt xương cả thắng. Đường Tam vốn định ra tay nhưng lại bị tên béo chặn lại. Không phải chỉ là một tên hồn vương cộng thêm 2 tên hồn đế hay sao? Tên béo tung hồn kỹ thứ 2 dùng Hỏa Phượng Hoàng để đánh lại hồn kỹ thứ 3 là thủ tồi hoa của Bất Tử Nhạc. Rồi kết thúc sự ngạo mạn của hắn bằng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. 2 tên còn lại cũng bắt đầu dồn ép tấn công. Tên nhỏ con nhất dùng hồn kỹ thứ 6 đổ lòng bảo đao biến ra một con dao xíu to khổng lồ kết hợp cùng tên đồng đội là hồn sư Hệ Mẫn Công cứ thế mà chém lung tung về phía Mã Hồng Tuấn. Tên béo cũng không phải là dạng vừa, vượt qua vượt lại khiến cho đám người đối thủ mất sức rồi loay hoay té nhào xuống đất. Tiếp tới, hắn dùng Hỏa Diệm Hữu Tý hồn cốt, kỹ năng Phượng Hoàng Bạo Liệt để đánh tan đệ ngũ hồn kỹ vô hình trị tích của Bất Tử Nhạc. Kết thúc trận đấu, phần thắng thuộc về tên béo, còn những kẻ thua cuộc cũng nếm mùi trừng phạt vô cùng thích đáng. Xe ngựa tiếp tục di chuyển tới Ngự Chi nhất tộc. Người đàn ông này chính là Ngưu Cao, tộc trưởng của Ngự Chi nhất tộc. Hai bên chào hỏi qua lại rồi cùng nhau tiến vào bên trong. Ngưu Cao thắc mắc vô cùng về vị thiếu niên trẻ đi cùng với Thái Thản, hơn nữa Thái Long còn rất cung kính với cậu ta. Quả nhiên sau khi nghe Thái Thản giới thiệu Đường Tam chính là con trai của Đường Hậu, người đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió, khiến tông môn vứt bỏ các tộc, thì Ngưu Cao đã nổi trận lôi đình đuổi Đường Tam ra khỏi đây. Thái Thản cũng tức giận quay người bỏ về, cuộc họp năm nay cũng không cần phải tham dự nữa. Đường Tam nhanh chóng lên tiếng, cúi người xin lỗi và muốn được chuộc lỗi cho cha lẫn Hạo Thiên Tông. Ngưu Cao khinh thường nói, nếu như Đường Tam chịu được trong vòng một nén nhang thì sẽ bỏ qua chuyện trong quá khứ. Đường Tam ngay lập tức đồng ý, nhưng luật của trận đấu này hắn sẽ là người quy định. Luật sẽ là Mã Hồng Tuấn sẽ vẽ một vòng tròn lửa lớn, lấy đó làm giới hạn. Ở trong vòng này, cả hai sẽ không sử dụng hồn lực hồn kỹ mà chỉ sử dụng hồn lực công thủ. Thời gian một nén nhang bắt đầu cháy, Đường Tam nhanh chóng tấn công trước. Quả nhiên là sức mạnh của một hồn sư cấp 84 khiến Nam Chính có chút rơi xuống hạ phòng. Nhưng Đường Tam cũng có cách để đối phó, đem sát khí ngưng tụ vào một điểm bộc phát. Đây chính là kỹ năng tiến hóa của sát thần lĩnh vực. Cứ như thế, một đòn tấn công khiến cho Ngưu Cao suýt chút nữa bước ra khỏi vòng giới hạn. Ngưu Cao dùng một đòn mạnh để tấn công Đường Tam, nhưng không ngờ lại bị hắn dùng sát thần lĩnh vực cùng Lam Ngân lĩnh vực phản đòn lại. Tiếp tới để kết thúc trận đấu, Đường Tam vung quyền. Không chỉ vì ngăn cản mà còn để phân tán lực chú ý, lựa thời cơ đủ lực. Rồi sau đó phát động loạn phi phong khiến cho Ngưu Cao buộc phải mở vũ hồn để chống lại sức mạnh cường đại đó. Trong thoáng chốc, hình ảnh Đường Hạo năm xưa một lần nữa tái hiện. Ngưu Cao cũng không thể chống đỡ được sức mạnh đó liền bị Đường Tam đánh bay. Đường Tam sau trận đấu cũng bị thương, nhưng đổi lại, tộc trưởng của Ngự Chi nhất tộc đích thân nhận thua và đồng ý bỏ qua chuyện năm xưa của Đường Hạo lẫn Hạo Thiên Tông. Đường Tam ngỏ ý mời Ngưu Cao gia nhập Đường Môn, nhưng lão ta vô cùng lưỡng lự. Bởi vì trước khi bọn họ tới đây, Ngưu Cao đã nhận được lời đe dọa đến từ Vũ Hồn Điện. Quả nhiên vừa dứt lời thì đám người của Hồ Duyên Trấn, Tượng Giáp Tông xuất hiện. Bọn họ từ lâu đã quy phục Vũ Hồn Điện, lần này đến là muốn liên thủ với Ngự Chi nhất tộc để lập ra một tông môn mới. Nhưng Ngưu Cao cũng không phải là kẻ sợ quyền thế, ông ta hiên ngang dằn mặt Hồ Duyên Trấn, thách thức sức mạnh của Vũ Hồn Điện. Hồ Duyên Trấn tức giận mở vũ hồn ra đe dọa, hai bên đọ sức qua lại. Đương nhiên có thêm sự giúp sức của Thái Thản cùng với đám người Đường Tam, cho nên đám người Tượng Giáp Tông một phen thua cuộc nhục nhã quẩy gót ra về.
Đường Tam lợi dụng thời cơ, đúng lúc Ngưu Cao đang phân vân nên làm cách nào để bảo vệ tộc nhân khỏi sức mạnh đáng sợ của Vũ Hồn Điện thì hắn lên tiếng. Đường Tam hứa rằng sẽ không để chuyện năm xưa một lần nữa xảy ra, cũng sẽ không sát nhập Đường Môn vào họ Thiên Tông. Như vậy, Ngưu Cao cũng không phải canh cánh khúc mắc năm xưa với tông môn mà lại có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc. Ngưu Cao suy xét một lúc, nhìn thực lực cộng thêm trí thông minh của Đường Tam thì lão cũng đồng ý đánh cược một lần. Đám người bọn họ sảng khoái ăn mừng cho tương lai của Đường Môn. Họ cùng nhau thưởng thức rượu nồng, đồ ăn ngon. Đang chuyện trò râm rà thì đột nhiên, từ phía ngoài vọng tới một lời đùa pha chút than trách của một vị khách vô cùng thân thuộc. Người này không ai khác chính là tộc chủ của Mẫn Chỉ nhất tộc, tên là Bạch Hạc. Còn người con gái kế bên chính là cháu gái của lão, Bạch Trầm Hương, xinh đẹp mỹ miều khiến Mã Hồng Tuấn mê như điếu đổ. Bọn họ cùng nhau vào trong nói chuyện. Bạch Hạc đem chuyện mình vừa nhìn thấy Hồ Duyên Chấn vừa đi xa kể lại cho Ngưu Cao và Thái Thản nghe. Ngưu Cao cũng không giấu, liền đem chuyện bị Vũ Hồn Điện uy hiếp phải sáp nhập tộc nhân vào Tượng Giáp Tông dưới trướng của Hồ Duyên Chấn. Lúc này Bạch Hạc cũng cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của Mẫn Chỉ nhất tộc. Tộc của bọn họ rất kém về phòng ngự, nếu gặp phải sự uy vũ của Vũ Hồn Điện thì e rằng khó mà tránh khỏi toàn diện. Ngưu Cao cũng nhanh chóng kể cho Bạch Hạc uy lực của Gia Cát Thần Nỏ, thứ vũ khí này sẽ rất hữu dụng cho tộc nhân của lão ta. Nhờ có ám khí này mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tránh được diệt vong. Vừa hay cũng có thể giới thiệu Đường Tam cho Bạch Hạc. Lão ta sau khi suy xét muốn đặt mua 100 bộ Gia Cát Thần Nỏ nhưng lại lầm tưởng rằng là 120 kim hồn tệ cho tất cả số ám khí. Thực chất là một bộ tận 120 kim hồn tệ. Mẫn Chỉ nhất tộc vốn dĩ nghèo nhất trong 4 tộc thì lấy đâu ra tiền để mua. Cho nên nắm bắt điểm này thì Đường Tam liền nảy ra một cuộc tỉ thí. Nếu như trong vòng một nén nhang, Bạch Trầm Hương có thể chạm được vào Đường Tam thì bộ Gia Cát Thần Nỏ này hắn sẽ tặng cho Bạch Hạc. Bạch Hạc nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Bạch Trầm Hương vừa vào trận liền cho thấy tốc độ cực nhanh của bọn họ. Nhưng cô ta lại không hề biết rằng Từ Cực Ma Đồng là khắc tinh của tốc độ, cho nên Bạch Trầm Hương đành phải mở Vũ Hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến, phát động hồn kỹ thứ 3, phi hành và hồn kỹ thứ nhất, huyền ảnh để làm cho nam chính rơi vào thế bị động trước các ảo ảnh phân thân. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì mọi đòn chạm của nàng ta đều bị Đường Tam né tránh. Nén nhang cũng nhanh chóng lụi tàn, trận đấu này nam chính là người giành chiến thắng. Bạch Trầm Hương tức giận vô cùng, lại càng thêm sự trêu chọc của Mã Hồng Tuấn, nên mạnh chân đạp cho hắn một cái, chừa cái thói thích chọc ghẹo. Đường Tam tiếp tục ngỏ ý muốn tỉ thí thêm một trận khác với Bạch Hạc. Nếu lão thua thì Mẫn Chỉ nhất tộc sẽ phải gia nhập Đường Môn. Còn nếu Đường Tam thua thì sẽ chu cấp toàn bộ ám khí cho Mẫn Chỉ nhất tộc, bao gồm một chiếc Gia Cát Thần Nỏ, hai bộ Vô Thanh Tụ Tiễn, một chiếc Khẩn Bối Hoa Chẳng Nỗ, một chiếc Hàm Sa Xa Ảnh và hai Thành Trần Nỏ. Tổng lại một bộ như vậy có giá 500 kim hồn tệ. Mẫn Chỉ nhất tộc có 200 người thì sẽ nhân lên là 10 vạn kim hồn tệ. Trước sự chờ lớn của Đường Tam, tất nhiên Bạch Hạc đồng ý. Luật tỉ thí vẫn như cũ, nếu Đường Tam chống cự được trong vòng một nén nhang thì sẽ giành chiến thắng. Vừa vào trận, Đường Tam đã lúng túng trước tốc độ vô cùng đáng sợ của Bạch Hạc. Mặc dù đã dùng Từ Cực Ma Đồng nhưng cũng không thể hạn chế được sự uy lực của tốc độ kia. Hắn chỉ có thể đành sử dụng hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Vũ để né tránh. Đây đúng là tốc độ đáng sợ của một hồn đấu la hệ mẫn công. Bạch Hạc phát động hồn kỹ thứ 7, Vũ Hồn Chân Thân và hồn kỹ thứ 8, Vũ Yến Phân Phi, phân ra làm 7, khiến Đường Tam hoang mang không thể phân biệt được đâu mới là bản thể chính. Đường Tam nhanh chóng sử dụng ám khí kết hợp cùng với Từ Cực Ma Đồng để quan sát, nhưng không ngờ lại mắc phải sai lầm khiến cho ám khí bay thẳng tới chỗ của Bạch Trầm Hương. May mắn là có Mã Hồng Tuấn kịp thời ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân. Để đối phó với siêu tốc độ độc của Bạch Hạc, linh hồn của Tiểu Vũ một lần nữa xuất hiện. Điều đó khiến cho lão đứng hình vài giây vì hồn hoàn 10 vạn năm, rồi sau đó công kích đâm xuyên qua người Đường Tam. Trong thoáng chốc, bóng hình Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Đường Tam, thì ra đó do linh hồn của nàng vẫn luôn bầu bạn với Đường Tam. Đường Tam chủ động nhận thua bởi vì ban nãy chính là hồn kỹ thứ 6 của hắn, hư vô, trạng thái đó có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý, suy yếu mọi năng lượng công kích, nhưng như vậy đã không còn là so đấu tốc độ nữa rồi. Là hắn cảm thấy hổ thẹn vì đã không làm đúng luật. Bạch Hạc cũng thở dài nói rằng lão mới là người thua, hai bên không ai chịu nhường ai, cho nên Ngưu Cao đành lên tiếng. Thôi thì xem như đây là trận đấu kết bằng hữu vậy. Sau đó Thái Thản cùng với Ngưu Cao kể về thân thế của Đường Tam cho Bạch Hạc nghe. Sau khi suy xét kỹ lưỡng thì lão cũng đồng ý gia nhập Đường Môn. Mọi người ai nấy cũng đều rất vui vẻ, vậy nên đã nhanh chóng quay trở lại nhập tiệc. Sau khi ăn uống no say, ai nấy cũng đều lăn quay ra ngủ. Mã Hồng Tuấn hôm nay nổi hứng ra ngoài hóng gió, Bạch Trầm Hương thấy vậy cũng đi theo. Chẳng là nàng đang còn cay cấy chuyện bản nãy chê Mã Hồng Tuấn là tùy tùng của Đường Tam, đồng thời cũng cảm ơn cứu mạng bản nãy. Mã Hồng Tuấn ban đầu có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn được mỹ nữ nói như vậy.
Hắn kể cho nàng nghe về những người đồng đội trong thất quái, từng người đều có mục đích sống để bảo vệ cho người bình thường. Hắn vốn dĩ vô ưu vô lo, cho nên muốn an nhàn sống qua ngày. Nhưng từ khi gặp Trầm Hương thì có lẽ hắn đã có mục tiêu sống cho riêng mình rồi. Đây có lẽ sẽ là một khởi đầu mới cho hai người bọn họ. Sáng ngày hôm sau, Đường Tam cùng Bạch Hạc nói chuyện, thì ra bà nội Đường Tam chính là tỷ tỷ của lão. Cho nên hắn cũng nên gọi Bạch Hạc một tiếng cữu ra ra. Bạch Hạc biết chuyện Đường Tam thuyết phục Dương Vô Địch tộc chủ của phái chỉ nhất tộc là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên đã tặng cho hắn một cây thủy tinh huyết long tham. Bát phẩm trời sinh, vạn năm mới tiến hóa. Vì lão biết Dương Vô Địch cũng thích dùng độc dược, chỉ có làm cách này mới có thể thành công. Nói tới phái chỉ nhất tộc thì đây là tộc mạnh nhất trong bốn tộc. Dù có là sức mạnh của lực chỉ nhất tộc, phòng ngự của ngự chỉ nhất tộc hay là tốc độ của mẫn chỉ nhất tộc thì cũng không bằng một chữ phá của Dương Vô Địch. Tiểu Vũ vô cùng thích thú với cây dược phẩm 5.000 năm thủy tinh huyết long tham, cho nên nhân lúc Đường Tam không để ý đã ăn mất nó. Tưởng chừng như cơ thể của cô sẽ không chịu được, nhưng khi ăn thứ dược phẩm của cữu gia gia đưa cho thì dường như càng có thêm hy vọng hồi phục cho Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn đến báo rằng Dương Vô Địch đã tới. Nhìn gương mặt ông ta là biết đây là một kẻ khó đối phó, hắn khuyên Đường Tam nhất định phải cẩn thận. Dương Vô Địch này ban đầu tỏ vẻ không mấy thiện cảm với Đường Tam, nhưng lão cũng chẳng mấy quan tâm nên liền gạt nam chính sang một bên. Lão tiếp tục kể về cục tức mà Vũ Hồn Điện hống hách mang tới cho phá chỉ nhất tộc. Lần này, lão tới đây là bàn bạc với ba người còn lại quyết định thành lập một tông môn mới. Chỉ như vậy tộc nhân mới có thể đảm bảo an toàn. Vừa hay ý kiến này của Dương Vô Địch cũng hợp lòng người. Thái Thản nhanh chóng giới thiệu đường môn và vị tông chủ Đường Tam cho lão nghe. Quả nhiên lão đã tỏ ý khinh thường. Đường Tam chỉ là một tên nhóc miệng còn hồi sữa thì làm sao có thể đứng đầu một tông môn được. Và lại, hắn lại là con trai của Đường Hạo. Ai mà chẳng biết sự căm phẫn của Dương Vô Địch với Hạo Thiên Tông. Hai bên xảy ra tranh cãi quyết liệt. Một kẻ thì nhất quyết đuổi Đường Tam ra khỏi nơi này, còn các vị còn lại thì ra sức khuyên nhủ. Cuối cùng Đường Tam đành phải lên tiếng kết thúc cuộc tranh luận gay gắt kia. Nếu như lão đã không phục, vậy thì để hắn dùng thực lực nói chuyện vậy. Dương Vô Địch hiện tại là chiến hồn đấu la hệ cường công cấp 82, còn Đường Tam mới là hồn đế hệ khống chế cấp 66. Dù biết trận đấu này sẽ rất gian nan, nhưng bằng mọi cách, hắn nhất định phải thắng. Vừa vào trận, Đường Tam đã phát động hồn kỹ thứ tư làm ngân tủ lùng để bao vây kẻ địch. Nhưng không ngờ rằng Dương Vô Địch chỉ với hồn kỹ thứ nhất đã phá vỡ. Tiếp đến là hồn kỹ thứ ba, bạo, khiến cho Lam Ngân Hoàng trở nên vô dụng. Đường Tam đành phải sử dụng ám khí kết hợp cùng với thuấn di để tấn công. Đồng thời phóng thích từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm nhưng hoàn toàn không thể chạm tới được Dương Vô Địch. Lúc này Dương Vô Địch mới nhích môi cười và bắt đầu nghiêm túc. Lão nhanh chóng phát động đệ thất hồn kỹ Vũ Hồn Chân Thân. Đường Tam cũng ngay lập tức sử dụng Lam Ngân Bá Vương Thương để đối chọi. Trận chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng ác liệt. Nhìn kiến trúc đầy tự hào của Ngưu Co bị bọn họ phá vỡ tới mức trần nhà đổ sập xuống là biết uy lực cường đại tới mức nào. Trước sức ép cực đại đến từ hồn đấu la cấp 82 thì Đường Tam liền ăn trọn một thanh đao đâm vào ngực. Ngược lại cũng thành công phóng thích Hạo Thiên Trùy đánh bị thương Dương Vô Địch. Do Đường Tam bị thương quá nặng, dẫn tới tinh thần lực càng lúc càng yếu, không thể áp chế nổi xung đột linh hồn của Tiểu Vũ, khiến cho nàng tức giận, bước ra với đôi mắt đầy sát khí nhìn Dương Vô Địch. Tiểu Vũ tung xuất thứ nhất của cận thần bát đoạn xuất, tấn công Dương Vô Địch không ngừng nghỉ, khiến đám người xem trận cũng phải run sợ ẩn nấp. Cứ như thế cho tới xuất thứ 7, may mắn là Đường Tam đã kịp thời lên tiếng ngăn cản, chứ nếu không, ăn thêm xuất thứ 8 của Tiểu Vũ, e rằng Dương Vô Địch đã mất nửa cái mạng, chỉ là ông ta đã bị cô nàng sút cho bay ra ngoài. Tiểu Vũ nhanh chóng đỡ lấy Đường Tam rồi chỉ tay vào trong đai thắt lưng của mình rồi biến mất. Nhờ có kỹ năng thứ hai hồn cốt chân của Lam Ngân Hoàng, lửa lớn thiêu không cháy, gió xuân thổi lại sinh, cho nên vết thương trên vai cũng nhanh chóng được chữa lành. Theo hành động ám chỉ của Tiểu Vũ, Đường Tam nhanh chóng kiểm tra trong chiếc túi mà độc cô bác đã tặng, thì hắn đột nhiên có chút xấu hổ, ngượng ngùng, phải chút lúng túng, rồi ngay lập tức xin cáo lui để về phòng nghỉ ngơi. Đến trời tối, Dương Vô Địch mới dần tỉnh lại, không ngờ câu đầu tiên sau khi mở mắt lại hỏi ngay. Đường Tam đâu? Vết thương của hắn nếu không kịp chữa trị, nhất định sẽ để lại di chứng. Hóa ra hắn đã coi trọng Đường Tam, chỉ là ban đầu muốn thử nghiệm nam chính mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay không chỉ gạt đi sự nóng tính của Dương Vô Địch mà còn gạt đi sự tự tin của lão, khiến cho lão khuất phục hoàn toàn, toàn tâm toàn ý gia nhập đường môn. Đường Tam tỉnh dậy sau khi nghe tiếng gọi ngoài cửa của Mã Hồng Tuấn thì phát hiện thấy Tiểu Vũ đã hồi sinh trở lại nằm bên cạnh mình. Nàng mở mắt nhìn Đường Tam khiến hắn hạnh phúc không thể kiềm chế được mà ôm chầm lấy. Nhìn thấy đôi mắt vô hồn cùng hành động của Tiểu Vũ khiến hắn nhớ lại lời của Thái Thản Cự Viên. Như vậy là thủy tinh huyết long tham của Bạch Hạc có thể thay thế xâm vương cửu phẩm vạn năm, nhưng mà Tiểu Vũ hiện tại chỉ có cơ thể mà không có linh hồn.
Đường Tam nhanh chóng dẫn nàng đi gặp các vị tiền bối. Mã Hồng Tuấn vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Tiểu Vũ. Nàng hiện tại cứ như một đứa trẻ lúc nào cũng bám víu lấy Đường Tam, giống như sợ hãi mọi thứ xung quanh. Vì thủy tình huyết long tham bị Tiểu Vũ ăn mất, cho nên Đường Tam đành phải tặng cho Dương Vô Địch u hương khởi lá tiên phẩm, khiến cho lão thích thú vô cùng. Lão còn nói, nếu như người đưa cho ta thứ tiên phẩm này thì làm gì có chuyện đánh nhau cơ chứ, chuyện gia nhập đường môn cũng sẽ đồng ý ngay. U hương khởi lá tiên phẩm có tác dụng giải độc cực mạnh. Có nó rồi, lão sẽ không còn sợ bị trúng độc mà mất mạng giống như các tiền bối đi trước nữa. Tới đây thì bước đầu thành lập đường môn đã hoàn tất. Đường Tam cùng mọi người quay trở lại học viện xử lại khác, nhưng mọi thứ ở đây dường như đã vắng tanh lạ thường. Không ngờ đám người Phong Tiếu Thiên lại ngang nhiên hoành hành ở xử lại khác, thậm chí còn cả gan đánh trọng thương người canh cổng của học viện. Đám người họ do Ngũ Đại Nguyên Tố cùng nhau thành lập nên một học viện chung, Phong Tiếu Thiên làm phó viện trưởng. Lần này họ tới để sát nhập học viện xử lại khác làm một, nhưng tình hình hiện tại thì viện trưởng Văn Lan Đức không có mặt. Đường Tam đành lên tiếng, nếu như có thể đánh thắng thì tùy ý xử trí, còn nếu thua thì rời khỏi đây ngay lập tức. Phong Tiêu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song đều là những người bị Đường Tam đánh bại vào 5 năm trước. Nhất là Phong Tiêu Thiên, hắn luôn nỗ lực tu luyện để chờ một ngày có thể chiến thắng Nam Chính. Phong Tiêu Thiên hiện tại là chiến hồn đế hệ mẫn công cấp 61, Hỏa Vũ là chiến hồn vương hệ khống chế cấp 54, Hỏa Vô Song chiến hồn đế hệ cường công cấp 53. Còn Đường Tam, chiến hồn đế cấp 66, trong tay còn có hồn hoàn 10 vạn năm khiến bọn họ có phần hoảng loạn. Hỏa Vô Song ngay lập tức tấn công bằng hồn kỹ thứ 3, Bạo Long Chi Nộ, nhưng hoàn toàn quên mất rằng Lam Ngân Tù Lung có thể kháng lửa. Tiếp tới, Hỏa Vũ cùng Phong Tiêu Thiên đồng loạt phát động đệ ngũ hồn kỹ Long Quyển Phong Nhận và Hỏa Diễm Lưu Tinh, gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió để đối phó với Đường Tam. Sau đó, Hỏa Vô Song sử dụng hồn kỹ thứ 5, Huyền Hóa Hỏa Long để cầm chân Đường Tam, tạo thời gian cho Phong Tiêu Thiên sử dụng Song Lang Phụ Thể phát động Tật Phòng Ma Lang 54 liên trảm. Đường Tam nhanh chóng sử dụng hồn kỹ thứ 4, Lam Ngân Đột Thích Trận để trói hai người Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song lại, và hồn kỹ thứ 5, Lam Ngân Bá Vương Thương để ngăn chặn Phong Tiếu Thiên hoàn thành 54 liên trảm. Cuối cùng, đám người Phong Tiếu Thiên vẫn là thua thảm bại. Dù là 5 năm trước hay 5 năm sau vẫn vậy, lần này Đường Tam đã đoán được bọn họ đang chạy trốn Vũ Hồn Điện. Vậy nhưng việc sát nhập học viện là việc hắn không thể quyết định được, vẫn nên đợi Phất Lan Đức viện trưởng về quyết định. Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ hiểu ý nên rời đi. Đường Tam cùng mọi người bàn bạc chuyện của đường môn. Lần này hắn sẽ cùng Lão Thái Thản đi tới Kim Trúc Chi Đô của Canh Tân Thành để mua nguyên liệu sản xuất ám khí. Chuyện đường môn, Đường Tam đã bàn bạc kỹ càng với đại sư. Ngoài ra việc thiết kế lại sẽ do Ngưu Cao đảm nhiệm. Đường Tam cùng với Thái Thản đi tới Kim Trúc Chi Đô của Canh Tân Thành để mua nguyên liệu chế tạo ám khí. Nói sơ lược một chút về nơi này, Canh Tân Thành là nơi hội tụ các thợ rèn bậc nhất của đại lục. Ở đây mọi loại nguyên liệu cũng đều có. Còn thợ rèn cũng đều có nhiều cấp bậc để chia ra, như là thợ rèn sơ cấp, thợ rèn trung cấp, thợ rèn cao cấp, thiết tượng sư, thiết tượng đại sư, thiết tượng tông sư và cao cấp nhất là cấp bậc thần tượng. Trên lục địa này cũng chỉ có 3 người là đạt tới cấp bậc thần tượng, đó là Đường Hạo, Thái Thản cùng một người khác tên là Lâu Cao. Hiện tại Thái Thản đang là phó hội trưởng, Lâu Cao chính là tổng hội trưởng của hội thợ rèn. Đám người Đường Tam được dẫn đi tham quan vài vòng nơi này. Vừa hay gặp được một tên gian thương, vóc người nhỏ con vậy nhưng mồm mép vô cùng dẻo. Hắn ta giới thiệu đây là bộ giáp của Lâu Cao, một trong 3 thần tượng của cấp bậc thợ rèn và hắn cũng chính là học trò của ông ta. Nghe tới đây, đám người kia cũng nhanh chóng tin đáo tin đẻ, bởi vì Lâu Cao vốn không phải là kẻ tầm thường. Nếu là bộ giáp của ông ta làm ra thì chắc chắn món đồ đó sẽ có giá trị không hề nhỏ. Nhưng đối với một người rèn lâu năm như Thái Thản thì nhìn sơ qua cũng biết đây là hàng dởm và ngay lập tức bị đám người Đường Tam vạch trần bộ mặt gian dối. Đám người vây quanh tức giận, xúm lại hội đồng hắn ta, tội danh mạo phạm thần tượng là không hề nhỏ ở nơi này. Lúc này có một đám quân binh đột nhiên xông tới, bao vây đám người Thái Thản. Vừa hay, tên gian thương kia và tên đứng đầu binh lính có quan hệ với nhau, chẳng trách hắn lại phách lối tới như vậy. Hai bên vừa giao chiến thì đột nhiên một người đàn ông khác bước tới. Người này không ai khác chính là Tư Long, học trò cũ của Thái Thản. Bọn họ cùng nhau đi tới Tổng hội Hiệp hội Thợ Rèn, nơi này vô cùng tráng lệ và được chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là khu giao dịch, tầng thứ hai là khu giao dịch cao cấp, tầng thứ ba là khu thợ rèn đăng ký khảo hạch. Tầng thứ tư dùng cho khách quý, cũng là nơi đấu giá chỉ mở vào buổi tối. Tầng thứ năm là khu rèn đúc riêng đặc biệt dành cho thợ rèn cao cấp. Người đàn ông có chùm râu trắng thắt bím như cụ tỏi này chính là Lâu Cao, tổng hội trưởng của nơi này. Mối quan hệ giữa ông ta và Thái Thản cực kỳ tốt. Bà nãy còn đang bực bội thì hiện tại lại hân hoan, ôm lấy tay của Thái Thản dẫn vào trong. Có nói là có thứ đồ vô cùng hay ho mà Lâu Cao lão đang nghiên cứu.
Không ngờ món đồ mà Lầu Cầu muốn cho Thái Thản xem lại là gia cát thần nỏ của Đường Tam. Ám khí này được Vũ Hồn Điện mang tới đây nhờ Lầu Cầu nghiên cứu. Trong trận chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đám người đó đã lấy đi không ít số ám khí này. Đường Tam nhanh chóng bày tỏ mình là người chế tạo những món ám khí này. Nghe vậy, Lầu Cầu không tin, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Thái Thản cũng phải gật đầu. Tuy rằng gia cát thần nỏ được Lầu Cầu vẽ lại chi tiết trong tấm bản thảo, nhưng vẫn còn thiếu một vị trí quan trọng. Đây chính là mấu chốt mà Đường Tam cố tình làm ra để tránh hậu họa có một ngày bị lộ ám khí vào trong tay kẻ khác. Chỉ có điều, Lầu Cầu muốn biết nhưng đã là thiên cơ thì làm sao có thể tiết lộ. Nhưng nếu ông ta chịu gia nhập đường môn thì e là không chỉ có gia cát thần nỏ mà còn có những ám khí khác còn xịn hơn sẽ được bật mí hết cho lão. Nghe vậy Lầu Cầu cũng nhanh chóng đồng ý, sau đó gọi Tư Long tới để giao lại chức tổng hội trưởng. Đây có lẽ là nghi thức chuyển giao đơn giản và nhanh gọn nhất rồi. Có sự trợ giúp của Lầu Cầu, như vậy Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, Khổng Tước Linh và Phật Nộ Đường Liên, ba loại ám khí đứng đầu trong Huyền Thiên Bảo Lục sẽ có cơ hội xuất hiện ở Đấu La Đại Lục này. Thái Thản giao trọng trách cho đồ đệ cũ Từ Long mua dùm bọn họ 10 tấn thiết tình, 5 tấn thuần ngân, 5 tấn ô cương. Những thứ này cũng là lần đầu tiên mà Từ Long thấy có người mua số lượng lớn mà dùng đơn vị tấn, cho nên có chút bàng hoàng. Từ Long nhanh chóng dẫn mọi người đi ăn trưa tại một khách sạn vô cùng quan trọng, nhưng vừa gọi bàn thì lại xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Tên quản lý nói rằng phòng cao cấp đã bị người của Vũ Hồn Điện bao phòng mất rồi. Quả là vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Tên hống hách cầm đầu này chính là Mại Nhị Từ, người của Vũ Hồn Điện. Trước giờ Vũ Hồn Điện và Hiệp hội Thợ Rèn đã như nước với lửa. Hiện tại thế lực của bọn họ ngày càng mở rộng, hách dịch khắp nơi, coi thường người khác. Tên Mại Nhị Từ này vừa hay lại nhìn chúng Tiểu Vũ và Vinh Vinh. Ánh nhìn thèm thuồng của hắn ta chẳng khác gì mấy tên yêu dâu xanh biến thái. Hắn tiến tới định làm thịt hai tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Đường Tam ngăn lại. Sau đó hất văng hắn bay ngược về sau. Thấy vậy đám người bọn họ định xuất thủ. Bên này Thái Thản cũng bộc phát công lực, nhưng bị Đường Tam cản lại. Nam Chính ném thẳng đến bọn chúng tấm lệnh bài trưởng lão của Vũ Hồn Điện, khiến tên Mại Nhị Tư cùng đám người bên cạnh hoảng sợ quỳ xuống cầu xin. Sau đó sợ hãi lan ra ngoài tẩu thoát. Từ Long có chút hoài nghi với Đường Tam, nhưng khi Nam Chính giải thích tấm lệnh bài đó là của lão sư may mắn có được, mối quan hệ giữa Đường Môn và Vũ Hồn Điện chỉ có thể là thù địch, thì Từ Long mới an tâm. Theo lệnh Đường Tam thì hai ngày qua Mã Hồng Tuấn luôn sát sao theo dõi đám người Mại Nhị Từ, còn Áo Tư Tạp và Vinh Vinh thì cũng đi tìm đồ mà Nam Chính căn dặn. Nhờ vào khả năng giám bảo vô cùng kinh ngạc của Vinh Vinh nên đã nhanh chóng mang về bản tình phát kim đúng ý của Đường Tam. Thứ này còn có độ tinh khiết hơn cả khối mà hắn có được lúc trước. Khối bản tình phát kim này mà được luyện hóa sẽ trở thành long tu châm vô cùng lợi hại. Vũ hồn của Từ Long vốn là kim cương tạc, sở trường là phân biệt các loại khoáng thạch cùng các vật rèn đúc tinh xảo. Hắn cũng đã học được 8 phần chân truyền của Lầu Cầu. Quả nhiên khi Từ Long dùng một búa thử khối bản tình phát kim này thì vô cùng ngạc nhiên về độ rắn chắc của nó. Ngoài ra chữ Vinh Vinh còn mang về thêm một món đồ vô cùng quý giá mà theo Đường Tam suy đoán, nó là ngân mẫu của Thâm Hải Trầm Ngân. Thứ này có độ cứng rắn vô cùng cao. Một chú uy lực của Từ Long đập xuống không hề làm cho nó có chút gì gọi là vừa bị rèn. Muốn rèn được thứ này cũng chỉ có dùng hồn lực mới có thể, và chắc cũng chỉ có cao thủ phong hào đô la của Hạo Thiên Tông mới đủ năng lực làm chuyện này. Từ Long dẫn mọi người đi tới buổi đấu giá, vừa hay gặp đám người của Vũ Hồn Điện hống hách giở trò. Rõ ràng là đang cố tình đối đầu với Đường Tam, cho nên vật phẩm nào bọn chúng cũng đều ra giá cao hơn. Thực chất bọn họ chẳng phải bỏ tiền ra mua, mà tên Mại Nhĩ Tư chỉ cần lấy cái danh là người của Vũ Hồn Điện thì mọi thứ đều sẽ được xử lý. Một hồi sau cuộc đấu giá cũng đi tới hồi kết. Món bảo vật cuối cùng này là tự tay Lầu Cầu làm ra, phải mất 10 năm để nghiên cứu mới có thể chế tạo được bộ giáp tuyệt hảo này. Tên của nó là Bát Bảo Huyền Giáp, giá khởi điểm 20 vạn kim hồn tệ. Và đương nhiên, thứ bộ giáp này gây ra tò mò cho mọi người, đặc biệt là Mại Nhĩ Tư. Hắn dự định sẽ lấy một bộ cho bản thân, còn một bộ sẽ dành cho giáo hoàng bị đồng để lấy lòng. Cho nên, hắn thẳng thừng ra giá 100 vạn kim hồn tệ. Đêm tới, Mã Hồng Tuấn hớt hải chạy vào báo tin đám người Mại Nhĩ Tư tập hợp binh lính để thanh tẩy hiệp hội. Không ngờ rằng hắn ta lại lấy cái danh của Vũ Hồn Điện đến để thanh trừng chỉ vì bọn họ không chịu hợp tác dưới trướng của giáo hoàng. Thái Thản tức giận, định nghênh chiến thì liền bị Đường Tam ngăn cản. Nam Chính nói rằng, chuyện này cứ giao cho ta đi. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, những bước chân hành quân của binh lính Vũ Hồn Điện mang lại sự tột hãi tột cùng cho người dân. Bóng dáng của Đường Tam đứng từ trên cao nhìn xuống phía bọn chúng với đôi mắt chứa đầy sát khí và tức giận. Từng tên binh lính của Vũ Hồn Điện dần dần bị Đường Tam xử lý, cuối cùng chỉ còn lại một tên cầm đầu là Mại Nhĩ Từ. Hắn ban đầu rất ngông cuồng hống hách, còn lớn tiếng sai thuộc hạ đi kiểm tra xem thử tên nào dám to gan làm loạn với người của Vũ Hồn Điện. Nhưng không ngờ khi quay lưng lại thì bóng dáng quân binh đã biến mất,
Mai Nhĩ Tư bắt đầu run rẩy. Rất nhanh sau đó, hắn cũng bị nam chính đưa tiễn lên đường. Trụ sở của Vũ Hoàng Điện ở Canh Tân Thành bị ngọn lửa thiêu rụi trong đêm tối. Ngay đêm đó, đám người của Thái Thản cũng nhanh chóng khởi hành rời khỏi Canh Tân Thành. Đoàn người bọn họ chia làm hai xe, một xe là của Thái Thản và Lâu Cao, xe còn lại là chở đám tiểu quái của Sử Lai Khắc. Tiểu Vũ mặc dù không có ý thức nhưng vẫn có thể cảm giác được mùi máu tanh trên người Đường Tam, cô tự động sinh ra bản năng tránh xa hắn. Áo Tư Tạp thở dài nhìn ngắm ngoài cửa nói, trong vòng một đêm, những kẻ liên quan tới Vũ Hồn Điện đều bị tiêu diệt sạch. Loại chuyện này trên toàn bộ Đấu La Đại Lục trước giờ chưa từng xảy ra. Mã Hùng Tuấn nhanh chóng cướp lời, đó là thay trời hành đạo. Lần này, những tài sản mà Mã Hùng Tuấn lấy được từ bọn chúng đều giao nộp cho Hiệp hội Thợ Rèn. Dù gì thì đó cũng là mồ hôi nước mắt của người dân nơi đây. Nhưng nhờ vậy mà Hiệp hội Thợ Rèn mới đồng ý đem toàn bộ những vật phẩm đấu giá tối qua đều giảm 50% cho đám người Đường Tam, bao gồm cả hai món bảo vật kia. Đầu tiên là món đồ do đích thân Lâu Cao chế tạo. Từ Địch tiền bối từng nói bộ huyễn giáp này có thể chịu đựng được mọi tấn công trực diện từ hồn sư cấp 60 trở xuống. Mã Hồng Tuấn với cái tính tò mò đã ngay lập tức thử nghiệm, cuối cùng bị chính ngọn lửa phản lại. Đi được một đoạn thì chiếc xe ngựa của Lâu Cao và Thái Thản bỗng nhiên dừng gấp lại. Đường Tam đi xuống thăm dò. Lâu Cao hỏi Đường Tam về nguyên liệu chế tạo Bảo Vũ Lê Hoa Trầm. Nếu là Hàn Tâm Thiết Linh thì Lâu Cao lão cùng Thái Thản đã nghiên cứu kỹ rồi. Muốn chế tạo thứ ám khí này cần phải có 2 kg Hàn Tâm Thiết Tinh. Nhưng cả toàn bộ Canh Tân Thành cũng không có nhiều tới như vậy. Vậy thì làm sao Đường Tam có thể tìm được vậy? Để giải đáp thắc mắc, Đường Tam nói, khoáng vật đó xen lẫn trong tinh thiết, người khác không thể tách ra. Nhưng nếu hồn sư có vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vừa hay có năng lực giám bảo cực mạnh. Nhưng muốn chế tạo Bảo Vũ Lê Hoa Trầm thì độ cứng của Hàn Tâm Thiết Tinh đủ, nhưng tính bền dẻo thì lại không đủ. Vậy nên sẽ dùng Thâm Hải Trầm Ngâm Ngân Mẫu. Xe ngựa cứ thế lăn bánh chạy cho tới khi bọn họ dừng lại ở điểm cuối cùng của chặng đường là Đường Môn. Đường Tam cùng mọi người vừa bước xuống xe thì 3 vị trưởng lão còn lại cũng nhanh chóng nghênh đón. Hiện tại thì người của Mẫn Chi tộc đã phân bố khắp Thiên Đấu Đế quốc, cho nên rất dễ dàng có thể phát hiện được đoàn xe ngựa của mọi người đi ngang qua. Ngoài ra Đường Tam nhanh chóng giới thiệu Lâu Cao cho tất cả các vị trưởng lão khác. Lần này, bọn họ từ Canh Tân Thành mang về khá vật phẩm. Về phần Ngưu Cao, ông ta lần này cũng đem tới một bất ngờ vô cùng lớn. Đường môn hiện tại cũng đã quá hành tráng rồi, nó có thể dung nạp được 1.500 hồn sư, đồng thời mở rộng thêm dựa theo sự phát triển của tông môn. Trước mắt, kiến trúc của đường môn chia ra là 5 khu, Đông Tây Nam Bắc theo thứ tự là trụ sở của 4 tộc, bao bọc trung tâm là tông chủ phủ. Tất cả kiến trúc, ngoài trừ được tiến hành gia cố khắc phục, còn lắp thêm cơ quan bắn ra ám khí. Một khi tông môn bị tập kích, tất cả hồn sư có thể lập tức tiến vào vị trí tác chiến. Chỉ đáng tiếc là không có tường ngoài tiến hành nâng cấp quy mô lớn, nếu không, Ngưu Cao đã nắm chắc đem đường môn kiến thiết thành một tòa pháo đài rồi. Bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong, lần này thì Đường Tam đề xuất một đề nghị với các vị trưởng lão có mặt ở đây. Hắn muốn đem Tứ Tông Tộc thay đổi tên gọi, đồng thời cũng sắp xếp từng chức vị riêng. Cụ thể là đem Tứ Tông Tộc đổi thành Tứ Đường, do 4 vị trưởng lão chia ra đảm nhiệm. Phái Chi Nhất Tộc đổi thành Dược Đường, phụ trách luyện dược và phòng ngự bản môn. Lực Đường chuyên rèn đúc ám khí. Ngự Chi Nhất Tộc gọi là Ngự Đường, chuyên quản lý khâu phòng ngự và kiến trúc đường môn. Mẫn Chi Nhất Tộc là Mẫn Đường, chuyên thu thập tình báo và trinh sát. Lâu Cao trưởng lão phụ trách chế tác tất cả ám khí cao cấp của đường môn. Tương lai trong số các ám khí mà đường môn sản xuất, phàm là những chiếc mang theo hai chữ Lâu Cao đều là cấp bậc thần khí. Ngoài ra thiết kế thêm võ đường tỉ thí bên ngoài sẽ do Mã Hồng Tuấn phụ trách, khâu hậu cần và tài vụ giao cho Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. Cuối cùng là giới thiệu thân phận của Tiểu Vũ đến các vị trưởng lão. Nàng không những là người yêu của hắn mà còn là hồn thú 10 vạn năm, nhưng vì hiến tế cứu Đường Tam mà linh hồn đã cùng hồn hoàn thứ 6 của hắn nhập làm một thể. Lần này, thuộc hạ của Bạch Hạc phát hiện ở Vũ Hồn Thành xuất hiện hơn cả ngàn hồn sư, sự việc cấp bách. Đường Tam nhanh chóng ra lệnh cho chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp trở về gặp mặt chữ tông chủ. Còn hắn sẽ cùng Mã Hồng Tuấn tới học viện một chuyến. Chuyển cảnh tới thư phòng của Tuyết Thanh Hà, hắn ta được thuộc hạ báo cáo về tình hình tại Canh Tân Thành. Vì sự việc tiến triển không theo ý muốn, vậy nên hắn quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi lả lướt dưới ánh trăng qua từng ngóc ngách của Thiên Đấu Đế quốc. Hàng loạt các thầy thuốc giỏi của Thiên Đấu Thành đều tụ hội nơi này, ai ai cũng đều lắc đầu về bệnh tình của Thuyết Gia Đại Đế. Chỉ duy có một mình Tuyết Thanh Hà với đôi mắt cùng gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía người cha già đang phải chiến đấu từng ngày với bệnh tật kia. Dường như trong ánh nhìn của hắn đã hiện lên thủ đoạn và tâm can ác độc. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ nhanh chóng quay trở lại học viện Sửa Lệ Khắc, bàn bạc mọi chuyện với đại sư cùng các vị lão sư khác. Năm nay, học viện lại càng ít học viên hơn, phần lớn là do Vũ Hồn Điện cải tạo lại học viện quá hoành tráng, cộng thêm đó là sức mạnh và thị uy của bọn họ, không ai là không biết. Cho nên, những hồn sư trẻ tuổi đều quyết định gia nhập Vũ Hồn Điện.
Nếu không phải do danh tiếng của Sử Lai Khắc có chút tiếng tăm thì e là học viện giờ đây cũng vắng như chùa Bà Đanh rồi. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Đường Môn như thế nào rồi, Đường Tam liền đáp, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, Tông Môn lập tức có thể vận hành. Tiếp theo đây, đợi ám khí sản xuất quy mô và số lượng nhất định thì Tông Môn coi như có thể đứng vững được rồi. Nửa tháng sau cũng là bài thi tốt nghiệp của học viện, lúc đó Ngọc Tiểu Cương sẽ chọn ra những hồn sư trẻ tuổi ưu tú nhất, có thực lực và nhân phẩm để gia nhập vào Đường Môn. Vân Lan Đức cũng tự hào phát biểu, hy vọng sau này Đường Môn của người có thể trở thành con đường mới cho giới hồn sư. Thực ra thì các vị lão sư chuẩn bị mọi thứ từ lâu cho đám thất quái, bởi vì bọn họ biết trong tương lai không xa, những tiểu quỷ từng được họ dạy dỗ và chỉ bảo nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng sáng lạng. Ngoài ra, Tứ Đại Nguyên Tổ cũng gia nhập vào học viện Sử Lai Khắc trở thành một thể. Một phần cũng là do Vân Lan Đức dụ dỗ và cộng thêm cả học viện có hai vị phong hào đô la trấn giữ nữa. Vì vậy nên, bọn họ sao có thể không gia nhập được cơ chứ? Nhắc tới Độc Cô Bác, hắn từng có đến học viện tìm Đường Tam, bộ dạng lúc đó vô cùng cấp bách, gấp gáp, không đợi được bao lâu lại rời đi. Chuyện khiến cho Độc Cô Bác cấp thiết như vậy cũng chỉ có chuyện liên quan tới bệnh tình của Tuyết Dạ Đại Đế và sự nguy hiểm của Tuyết Thanh Hà mà thôi.